Khi các bạn sử dụng tọa độ ở trong công thức hay là trong hàm thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp đó là copy công thức từ phía trên xuống dòng phía dưới thông qua cái thao tác là chúng ta đặt chuột vào vị trí ở góc bên dưới và chúng ta kéo. Cái thao tác đặt chuột tại vị trí ở góc bên dưới của ô mình đã giới thiệu ở trong các bài học trước rồi thì các bạn có thể làm tương tự. Đó là chúng ta đặt chuột vào vị trí góc dưới của ô, giữ chặt chuột và kéo xuống phía dưới và thả con trỏ chuột ra. Đó. Thì khi mình làm như vậy nó xảy ra một cái hiện tượng như sau này Khi mình bấm vào ô đầu tiên OC2 Các bạn có thể để ý trên thanh công thức Công thức là nếu B2 bằng E2 Tức là mình đang tham chiếu OB2 So sánh với OE2 Thì điều này không có vấn đề gì Nhưng khi kéo công thức xuống phía dưới Thì chúng ta thấy bây giờ OB3 Ô này đúng rồi Nhưng so sánh với lại OE3 Đúng ra chúng ta phải so sánh với ô E2 chứ không phải E3 Nhưng bởi vì chúng ta đã thực hiện người thao tác kéo công thức Mà chúng ta không có một cái biện pháp gì cả Do đó vị trí ô E2 đã được thay đổi bằng E3 Vị trí ô B2 được thay đổi bằng B3 Và cái sự thay đổi này diễn ra không đúng như ý muốn Ở đây chúng ta muốn rằng là khi kéo công thức Thì vị trí ô B2 sẽ được thay đổi thành B3 nhưng OE2 sẽ không thay đổi vị trí, nó phải đứng nguyên. Vậy thì làm thế nào để có thể cố định cái vị trí OE2 này không cho nó thay đổi khi chúng ta kéo công thức từ trên xuống dưới? Thì cách làm như sau này, đó là bạn sẽ bôi đen cái vị trí OE2 ở trong công thức đầu tiên, cái công thức đầu tiên mà bạn sử dụng ấy và chúng ta bấm phím F4 ở trên bàn phím. Mình sẽ bấm và mình giải thích. Khi bấm F4, chúng ta thấy trên vị trí tọa độ công thức đã xuất hiện thêm cái dấu đô la các bạn thấy này có thêm cái dấu đô la ở trên công thức cho tọa độ e2 thì cái dấu đô la được hiểu như sau này khi bạn đặt dấu đô la vào trước vị trí nào thì nó sẽ cố định vị trí đó dấu này được đặt trước cột e thì sẽ cố định cột e đặt trước số 2 thì sẽ cố định dòng 2 vì vậy ở đây dấu đô la đặt trước chữ e và trước số 2 chúng ta hiểu rằng nó cố định cột E dòng 2 tại chính ô đó là ô E2. Ô này đã được cố định lại và nó sẽ không thay đổi khi bạn sao chép công thức này cho những vị trí khác. Và bây giờ mình sẽ xóa công thức phía bên dưới đi. Và mình kéo lại công thức này. Kéo xuống này. Đó. Các bạn sẽ thấy kết quả. Vị trí ô C3 đã được thay đổi này. Từ ô B2 kéo xuống bên dưới là ô B3 và vị trí OE2 vẫn giữ nguyên nó không thay đổi gì cả bởi vì chúng ta đã cố định nó rồi tương tự như vậy tiếp theo ô bên dưới là tọa độ B4 so với E2 bên dưới nữa là B5 so với E2 đó và như vậy kết quả của chúng ta vẫn đảm bảo tính chính xác khi mà chúng ta cố định cái vị trí E2 thì đó chính là cái nguyên tắc về cố định tọa độ ở trong Excel nguyên tắc mình nói lại này khi bạn đặt dấu đô la ở trước tọa độ nào thì bạn sẽ cố định cái tọa độ đó Ví dụ, bạn đặt trước tọa độ cột thì sẽ cố định cột, đặt trước tọa độ dòng thì cố định dòng. Và trình tự bấm phím F4 của chúng ta cũng diễn ra như vậy. Nó bao gồm Mình sẽ bỏ dấu đô la này đi. Và mình sẽ làm lại này. Để có thể cố định tọa độ, độ, bạn sẽ bôi đen cái vị trí tọa độ, độ mà bạn muốn cố định. Tiếp theo bạn bấm phím F4 một lần thì dấu đô la sẽ xuất hiện cả ở trước dòng và trước cột, được hiểu là cố định cả dòng cả cột. Bấm tiếp một lần nữa phím F4 thì nó sẽ bỏ đi cái dấu đô la ở trước tọa độ cột, chỉ còn lại dấu đô la ở tọa độ dòng. Thì lúc này nó là cố định dòng, không cố định cột. Bấm tiếp một lần nữa thì chúng ta sẽ có dấu đô la ở trước tọa độ cột. Thì tức là cố định cột nhưng không cố định dòng, bởi vì dấu đô la ở trước số 2 đã mất đi rồi. Đây là cố định cột, không cố định dòng. Bấm phím F4 một lần nữa thì chúng ta sẽ bỏ toàn bộ cái dấu đô la đi. Và như vậy có tổng cộng tất cả là 4 thao tác bấm phím F4 tương ứng với 4 thao tác cố định. Bấm một lần sẽ cố định cả dòng cả cột. Bấm lần thứ hai cố định dòng, bấm lần thứ ba cố định cột, bấm lần thứ tư là bỏ cố định. Đó. Thì như vậy các bạn sẽ nhớ kỹ cái thao tác cố định bằng phím F4 này để chúng ta có thể viết công thức một cách chính xác hơn thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo